안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng mình lại gặp lại nhau trong bài 13 với chủ đề Sinh nhật là sinh nhật ạ. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ học được từ vựng về sinh nhật, các từ vựng liên quan đến quà sinh nhật. Về phần ngữ pháp, chúng mình có 3 ngữ pháp như sau. Thứ nhất, ao do, vì nên, chỉ nguyên nhân, lý do. Thứ hai là ưu điên cao, hỏi rủ dê. Và cuối cùng là một. Và chúng mình bắt đầu nha. Đầu tiên, chúng ta có phần từ vựng liên quan đến sinh nhật. 생일 관련 어휘. Thứ nhất, chúng ta có từ 생일 là sinh nhật đúng không? Vậy các bạn chỉ cần ghép với các danh từ từ khác. Ví dụ như 케이크 là bánh ạ, bánh kem ạ. Vậy 생일 케이크 chính là bánh sinh nhật. Tiếp theo, 생일 축하 노래. 축하 노래, 축하 từ chúc mừng. 노래 là bài hát. Vậy là bài hát chúc mừng sinh nhật ạ. 생일 축하 노래. Tiếp theo, 생일 카드. 카드 là cái thiệp đúng không? Vậy là thiệp sinh nhật. 생일 잔치. 잔치 là tiệc ạ, tiệc sinh nhật. Hoặc các bạn có thể dùng từ tiếng Anh là party. 생일 초대. 초대 là mời nha các bạn. Vậy đây là mời sinh nhật. Tiếp theo chúng ta có 생일 là sinh nhật. Và kính ngữ của sinh nhật sẽ là 생신. 생신 thì kính ngữ các bạn sẽ dùng với người lớn tuổi hoặc là với cấp trên, với ông bà, cha mẹ nhé. Tiếp theo chúng ta có này. Này là tuổi. Thì kính ngữ của từ này chính là 연세. Các bạn nhớ khi hỏi tuổi người lớn tuổi các bạn sẽ hỏi là gì? 연세가 어떻게 되세요? 연세가 어떻게 되세요? Tiếp theo tuổi, danh từ đơn vị tuổi là size đúng không? Thì kính ngữ của size là xe ạ. Khi nói tuổi kính ngữ các bạn có hai cách. Bài trước mình đã nhắc rồi đúng không ạ? Thứ nhất là các bạn dùng số từ thuần hàn nhưng không có sai. Thuần hàn, ví dụ như là bố tôi 50 tuổi thì sẽ là 우리 아버지께서는 쉰입니다. Còn hoặc cách thứ hai các bạn dùng với danh từ đơn vị 세 thì sẽ là 50세입니다. Được chưa ạ? Từ vựng và phần quà gáp, chúng ta có quà trong tiếng Hàn là 선물. Đầu tiên cái ví 지갑. 지갑. Mỹ phẩm 화장품. 화장품. Khăn tay 손수건. 손수건 thì son là tay ạ, su건 là cái khăn. Cà vạt chúng ta có necktie. Necktie. Bông tai chúng ta có 귀걸이. 귀걸이. Vòng cổ, 목걸이, 목걸이. Thực ra ấy, 귀 là tai ạ, 목 là cổ ạ. Và 걸이 này là cái để treo lên. Vậy cái treo lên tai tức là bông tai, còn treo lên cổ tức là vòng cổ đúng không? Nhẫn chúng ta có 반지, 반지. Hoa, bó hoa sẽ là 꽃다발, 꽃다발. Và ngay bây giờ chúng mình có các từ liên quan đến tặng quà như sau. Thứ nhất, động từ tặng quà. 선물을 주다. 선물을 주다. 주다 là cho, tặng đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể thay thế bằng 선물을 하다. Động từ 하다 cũng được ạ. Kính tặng quà, ví dụ tặng quà cho bà chẳng hạn. Thì đấy là chúng mình sẽ dịch là kính tặng quà. Thì chúng ta có 드리다 là kính ngữ của từ 주다. Vậy 선물을 드리다 là kính tặng quà. Nhận quà, chúng mình có động từ nhận là 받다 đúng không? 선물을 받다, nhận quà. Và chọn quà, 고르다 là chọn ạ. 선물을 고르다. 선물을 고르다. Về phần ngữ pháp, chúng mình đi vào ngữ pháp đầu tiên là 아어서, nghĩa là vì nên. Ngữ pháp này chúng ta sẽ gắn sau thân động từ hoặc tính từ, thể hiện là vế trước chính là nguyên nhân, lý do của hành động, trạng thái hay sự việc ở vế sau. Cách chia, các bạn lưu ý những cấu trúc hay vị tố bắt đầu bằng AO này thì các bạn sẽ nhớ đến cấu trúc AOYO nhé. Các bạn chia đôi câu giống với AOYO. Tức là cũng có 3 trường hợp chúng mình xét đến cái nguyên âm của nó đúng không? Trường hợp thứ nhất, thân động từ tính từ chứa nguyên âm A hoặc O thì các bạn sẽ cộng với A-SO. Số 2, các động từ có dạng, động từ hoặc tính từ có dạng là gì gì đó HA-TA thì chúng mình sẽ là HE-SO. Và các trường hợp còn lại các bạn sẽ cộng với OSO nhé. Chúng mình đi vào ví dụ. Ở đây có một phần lưu ý như sau. Nếu chúng ta với cấu trúc AOSO này, chúng ta sẽ không sử dụng với câu mệnh lệnh hay thỉnh dụ. Chúng mình đã học câu mệnh lệnh thỉnh dụ rồi đúng không?
Cấu trúc thứ nhất mình học là gì? Ư gieo, hãy vui lòng xin mời, và ư biếp xì tả là cùng nhé, đúng không? Yang hoa bục xì tả, chúng mình cùng xem phim nhé. Thì chúng ta sẽ không sử dụng với câu mệnh lệnh thỉnh dụ ở đây. Và tiếp theo, trước a o so chúng ta không chia thì thể, tức là chúng ta sẽ không chia quá khứ hay tương lai. Ví dụ nói là tối hôm qua tôi không ăn cơm nên bây giờ tôi đói. Thì tối hôm qua là đã hành động đã xảy ra rồi, nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ không chia at ot vào thành mọc có sò so nhé. Chúng mình sẽ không chia như thế này. Không chia như thế này ạ. Đây là hai phần chú ý. Tiếp theo. Ví dụ. Câu đầu tiên. 가방이 작아서 불편해요. Ở đây chúng ta có gì? 가방, cái cặp đúng không? Tính từ 작다 là nhỏ. Vì cặp nhỏ nên 불편하다, bất tiện. Câu số 2. 늦어서 죄송합니다. 늦어서, 늦다 là muộn. Xin lỗi vì tôi đến muộn. Câu số 3. 어제 피곤해서 일찍 잤습니다. Hôm qua 피곤하다 là mệt, đúng không? Hôm qua mệt nên tôi 일찍 잤다, đã ngủ sớm. Thì các bạn lưu ý ở đây, hôm qua là đã xảy ra rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ chia ở bình thường là 피곤해서 thôi. Chúng ta không chia là 피곤했어서 nhé. Đằng trước này không chia thì thể. Ví dụ tiếp theo. 어디에 가요? Thì các bạn lưu ý, bình thường chúng ta có 어디에 가요, nhưng trong văn nói các bạn có thể lược bỏ tiểu từ đi thành 어디 가요. 부모님께서 베트남에서 오셔서 공항에 가요. Thì ở đây các bạn thấy, lưu ý, chúng ta có cái 에서 오다, tức là đến từ đâu. Vậy chúng ta ngắt ra ở đây đúng không? Chủ ngữ 부모님, bố mẹ tôi từ Việt Nam đến, nên tôi 공항에 가요, ra sân bay đón. Tiếp theo ạ. A hỏi, 어제 왜 학교에 안 왔어요? Hôm qua tại sao không đến trường? 배가 아파서 병원에 갔어요. 배, bụng. 아파서, 아프다. Các bạn có nhiều cái lược bỏ ư không? Chúng mình có tính từ 아프다 là đau, đúng không? Thì khi kết hợp với các cấu trúc bắt đầu bằng nguyên âm thì ư này bị lược bỏ, sau đó là chúng mình sẽ xem là đằng trước là a hay o thì các bạn sẽ cộng với ayo hoặc là a so đằng sau. Vậy ở đây chúng ta có 아파서 đằng trước tại vì nguyên âm a. 배가 아파서 병원에 갔어요. Vì tôi đau bụng nên tôi đã đến bệnh viện. Bài tập, chọn từ thích hợp và chia đuôi câu với a o so. Các bạn có 4 từ như sau. 예쁘다 là gì ạ? Đẹp đúng không? 먹다 là ăn, 오다 là đến, và cuối cùng 운동하다 là tập thể thao, chơi thể thao. Chúng mình có 4 câu. 요즘 많이 띵띵띵 건강이 좋아져요. Ở đây có từ mới các bạn chưa biết không? 요즘, dạo này, 많이, nhiều. Dạo này làm nhiều cái gì đó. Và 건강, 건강 là sức khỏe. 좋아지다, 좋다 các bạn là tốt đúng không ạ? Sau này các bạn sẽ cấu trúc 좋아지다 là tốt hơn, tốt lên. Dạo này vì làm gì đó nhiều nên sức khỏe tốt lên. Vậy đáp án chỉ có thể là 운동하다 thôi đúng không? Và 운동하다 các bạn sẽ chia thành 운동해서 đúng không ạ? Có đuôi 하다. Số 2. 아침을 안 띵띵띵 지금 배가 고파요. 아침, bữa sáng đúng không? Vì gì đó sáng cho nên bây giờ 배가 고프다 là đói. Và chỉ là không ăn sáng thôi. 먹어서 có nguyên âm o nên cộng với o서. Câu số 3 chúng ta có 귀걸이가 너무 띵띵띵 많이 샀어요. 귀걸이, khuyên tai đúng không? Khuyên tai rất gì đó nên tôi đã mua rất nhiều. Vậy nó phải là đẹp. 예뻐서. Cái 예쁘다 này các bạn phải áp dụng cái nguyên tắc lược bỏ ư thành 예뻐서 nhé. Câu số 4. 어제 비가 띵띵띵 친구랑 약속이 취소했어요. Chúng mình có gì? Hôm qua, 비, mưa đúng không? Mưa rất nhiều nên 친구랑 약속, cuộc hẹn với bạn ấy, nên đã hủy cuộc hẹn với bạn. Và chúng ta có 와서, 비가 오다 là trời mưa. Cấu trúc thứ hai ngay sau đây là cấu trúc 으린가요? Các bạn có thể dịch là nhé, nhỉ. Thì nó sẽ đứng sau thân động từ để hỏi ý kiến người khác, để hoặc là để đưa ra một đề nghị nào đó.
hỏi ý kiến hoặc đưa đề nghị. Và cách chia các bạn cũng sẽ có 3 trường hợp như sau. Thứ nhất, thân động từ có phụ âm cuối, trừ riêng thì các bạn sẽ cộng với ước cái ốc. Số 2, không có bát chim các bạn sẽ cộng với riêng cái ốc. Và cuối cùng, có bát chim là riêng thì các bạn chỉ cộng với cái ốc thôi. Chúng mình cùng đi vào ví dụ này. 한국으로 여행 갈까요? Chúng mình dịch là gì? Cùng đi, đi du lịch Hàn Quốc nhé. Thì đây có thể là câu rủ hoặc là hỏi ý kiến đúng không? Câu số 2, 점심을 먹었어요? 같이 먹을까요? Bạn đã ăn trưa chưa? Cùng đi ăn nhé. 먹을까요? Có phụ âm cuối nên cộng cả với 을까요? Câu số 3, 나중에 졸업한 후에도 같이 살까요? 나중에, sau này, trong tương lai đúng không? Sau này, 졸업한 후에도. Các bạn sẽ có động từ 졸업한 tả là tốt nghiệp ạ. Cấu trúc 은연 후. 은연 후에 tức là sau khi. Do là sau này, dù đã tốt nghiệp thì 같이 살까요? Vẫn sống với nhau nhé. Có thể là bạn nói với người bạn cùng phòng của mình bây giờ. Sau này dù tốt nghiệp rồi, chúng mình vẫn ở với nhau nhé. Lưu ý, nếu chủ ngữ ở ngôi thứ 3, thì cấu trúc này được dùng để dự đoán một việc gì đó không chắc chắn. Các bạn có thể dịch là chắc là, có lẽ. A hỏi là gì? 지금 김 선생님께서는 학교에 계실까요? 아마 계실 거예요. Bạn A hỏi là gì? Bây giờ thầy Kim có đang ở trường không nhỉ? Bạn B trả lời, à mà, chắc là có đấy. 계실 거예요. Bài tập cho các bạn như sau. Điền vào chỗ trống trong bảng sau. Ở đây chỉ là luyện tập các bạn chia đuôi câu thôi. Cái nào các bạn có phụ âm cuối, không có phụ âm cuối và cái nào có phụ âm cuối là riêng. Thì ba trường hợp như vậy các bạn cần chia đúng như vậy, theo nguyên tắc là được. Ví dụ đầu tiên, 빌려주다 không có phụ âm cuối đúng không? Vậy chỉ là 빌려줄까요? Cho mượn. 선물하다, đây động từ tặng quà lúc nãy đây. 선물을 할까요? Số 3, 먹다 có phụ âm cuối nên phải là 먹을까요? 살다, đã có phụ âm cuối đi lên rồi đúng không? Và chúng ta chỉ cần là 살까요? Và 다니다, rất dễ đúng không? 다니까요? Như vậy các bạn đã hiểu được cấu trúc này chưa? Có hai ý nghĩa đúng không? Hai ý nghĩa chính đó là rủ rê hoặc đề nghị. Và nếu sử dụng ở ngôi thứ 3 thì sẽ là dự đoán nhé. Cấu trúc cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ học là cấu trúc một không thể. Nó cũng đứng sau thân động từ để chỉ ra chủ ngữ có mong muốn thực hiện một hành động nào đó nhưng vì một khả năng, một lý do nào đó mà cái mong muốn đó không thể được thực hiện. Các bạn chỉ cần dịch là không thể thôi ạ. Ở đứng trước thân động từ. Và trong trường hợp những động từ có dạng là danh từ cộng với hata thì chúng ta sẽ phải tách ra danh từ 을을 못하다. Ví dụ 운동하다 chẳng hạn, 운동을 못해요. Hoặc là 일하다, 일하다 làm việc đó ạ. 일을 못해요, không thể làm việc. Ví dụ hôm nay trời, hôm nay tôi bị ốm nên tôi không thể đến công ty làm việc được. Ví dụ như sau. 저는 김치를 못 먹어요. Tôi không thể ăn kim chi. Thì các bạn thấy một ở đây đứng ngay trước thân động từ, đúng không? Động từ đây, tôi không thể ăn kim chi. Tôi muốn thử ăn kim chi, tôi muốn ăn kim chi nhưng vì một lý do nào đó, ví dụ kim chi cay nên tôi không thể ăn được. Câu số 2, 남씨는 수영을 못해요. Nam không thể bơi. Ở đây các bạn thấy 수영 하다 là động từ có dạng danh từ cộng với 하다 nên các bạn phải tách ra nhé. 수영을 못해요. Nam muốn bơi đúng không ạ? Nhưng vì một lý do nào đó, Nam chưa học bơi hoặc là bị đau chân hoặc gì đó các bạn, cho nên Nam không thể bơi. Số 3, 어제 시간이 없어서 숙제를 못했어요. Đây là câu nói mà các bạn học sinh hay nói đúng không? 어제 시간이 없어서, hôm qua vì em không có thời gian nên 숙제를 못했어요, nên em không thể làm bài tập được. Bài tập, điền vào chỗ trống sử dụng ngữ pháp. Câu A, 술을 잘 마셔요? Bạn có uống được rượu không? Hay bạn uống rượu giỏi không? 잘, 아니요, 술을 không, thì là tôi không thể uống rượu đúng không? 술을 못 마셔요. Tiếp theo, 수빈 씨, 오늘 같이 점심을 먹으러 갑시다. 지, 수빈 아, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé. 먹으러 갑시다. 요즘 너무 바빠서, sợ anh tôi bận quá nên 못 가요, nên tôi không thể đi được. Như vậy là vừa rồi các bạn đã học xong với mình phần từ vựng và ngữ pháp của bài 13 rồi đó. Và sau ngay sau đây chúng mình sẽ cùng đi đến phần luyện tập nhé.